Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Cứu Vãn hay là Huế nó không hợp gạ với chị Nhi gì hết. Làm lại Huế. Xin lỗi chị. Chào mừng tất cả các bạn đến với cái show Cứu Vãn hay là chia tay. Ok. Má ơi, giờ vô được khu một chút nè. Chúng ta đã tới cái episode 4 rồi thì chúng ta phải là làm quen được với cái show này rồi. Tất cả các bạn chắc cũng đã rất là hào hứng để được đọc thư để gửi về. Và nếu như bạn muốn là một cái nạn nhân nếu như bạn muốn là một người được có nhu cầu để như giúp đỡ bạn thì đừng có quên là gửi thư về cái địa chỉ email ở đây team edit bỏ vô. Yeah. Rồi, quay trở lại với một cái lá thư khác của ngày hôm nay. Huê ơi, em ready chưa? Ok chị. Đọc thư hôm nay là một cái bức thư mà gọi là năm nào cũng như năm nấy và được hỏi trên tất cả các mặt trận YouTube Như Lê, mỗi năm đều đọc mấy chục lần cái bức thư y xì như vậy. Nhưng mà chị Như chưa bao giờ nói trên YouTube Như Lê hết. Ủa vậy hả? Ok. Và... chào chị Như, em tên là N. Chuyện là bạn trai em với em quen nhau được một năm. Nhưng mà khoảng 2 tháng nữa anh đi nghĩa vụ quân sự rồi. Thì em muốn hỏi chị là nên chia tay hay là nên quen tiếp? Hay là như thế nào em cũng không biết nữa, cho nên là em mong nhận được cái lời khuyên từ chị. Quen bao lâu? Một năm. Mấy tuổi ta đi nghĩa vụ quân sự là thường mấy tuổi? 18 vậy, khoảng 18-20. Giờ chị nên trả lời theo kiểu là chị bên đàn ông hay là chị nên bên phụ nữ? Em nghĩ chị phải làm cho nó cả hai chứ. Không thấy cả hai được. Tại vì nếu như chị mà chọn Cứu Vãn á thì là chị đang binh đàn ông. Nhưng mà chị chọn chia tay á là chị đang binh phụ nữ. Nhưng mà không thể nào là nó đẹp được như phim Hàn Quốc hả chị? Tức là 2 năm sau rồi anh đi về rồi các kiểu hả chị? Không. Tại sao không? Ý là em nghĩ nó vẫn được chứ. Được chỗ nào? Giờ chị phân tích nè, trong 2 năm có thể người phụ nữ chung thủy để đợi người đàn ông đó về. Người đàn ông nó cũng có thể 2 năm dựa vô cái cảm xúc của người phụ nữ này để họ có ý chí để họ ở lại, cái đó chị không phủ nhận. Tại vì thiệt ra đàn ông cái họ khô lắm, họ cần một cái điểm tựa về cảm xúc nhiều hơn, đồng ý không? Em cần một cái chỗ để em gọi điện, em nhắn tin, em mệt mỏi chừng nào em muốn có người phụ nữ của em. Thì nên chị mới nói nếu mà là chia tay á thì là tốt hơn cho cái bạn nữ này. Nhưng mà bù lại cái bạn trai kia không có cái điểm tựa trong 2 năm tới để đi nhập ngũ, tại vì họ không có cái chỗ để nhắn tin, gọi điện để mong chờ về thăm rồi nhớ nhung, có một cái đích đến để mà họ đạt được. Dạ. Nếu như Cứu Vãn thì cái bạn nữ này là cái người khổ, tại vì trong 2 năm đó lỡ vô tình họ gặp được một người đàn ông mà có thể chăm sóc họ làm sao. Vô tình họ gặp được một người đàn ông đủ trải qua hết rồi, lớn hơn tuổi hơn họ, chăm lo được về tài chính, sẵn sàng lập gia đình sao, đúng không? Cho nên chị mới nói là Cứu Vãn á thì là giúp cái bạn nam đó, nhưng mà chia tay á thì là giúp cái bạn nữ đó. Rồi em có thể nói chị Nhi, nếu như vậy chia tay rồi sau này có thể sau này về làm lại được mà. Nếu như thật sự chia tay mà để cho bản thân mình được tự do, bạn nam này được đi lính, có thể họ đau khổ một chút đi, nếu mà họ thật tâm họ yêu người phụ nữ này, họ cũng sẵn sàng họ về lại. Và họ cũng không nên trách móc người phụ nữ này nếu như họ chọn chia tay, đúng không? Tại vì cái thứ ác độc nhất chị thấy trên cuộc đời này của một con người và lấy đi của một người khác, đó là thời gian. Đó là sự chờ đợi, đó là hy vọng, đó là tưởng tượng về một cái tương lai. Phim Hàn Quốc gì em vừa mới nói rồi, ngày nào cũng sống trong cái tưởng tượng đó và để thời gian trôi qua đi mà quên mất mình có một cái thứ nữa, đó là tuổi thanh xuân của mình nè, ước mơ của mình nè, đích đến của mình nè. Cái mục đích cuối cùng đợi 2 năm 3 năm là gì? Về là để kết hôn, đúng không? Để có con, để tạo gia đình, đúng không? Đồng ý, cũng là vậy thôi. Thì nếu như các bạn thật sự yêu thương nhau, các bạn cho nhau 2 năm xa cách đó và các bạn như biết có nên dùng từ rõ ràng luôn là anh thực hiện cái điều anh phải thực hiện, em phải thực hiện cái điều em phải thực hiện trong 2 năm đó, và nếu như còn duyên còn phận, nếu như anh đi ra mà anh
xong cái nghĩa vụ quân sự của anh, và em trong 2 năm đó em cũng không có bị làm phiền với một anh nào hết, mà em tập trung vô sự nghiệp của em học đường hoàng, và hai đứa vẫn yêu nhau lúc mà gặp nhau lại, thì đâu có gì sai đâu. Ừ. Nhưng mà nếu như cứ vãn và ở với nhau và cứ lãng mạn nhắn tin qua lại á, thì đối với chị tuổi trẻ, chị nói thiệt nha, cá nhân chị thấy mấy đó mất thời gian. Okay. Chị không biết em thấy mất thời gian không, nhưng mà với chị nghĩ càng trẻ thì nên càng, tại vì tụi em chỉ có mười mấy năm đầu đời để tập trung cho sự nghiệp. Năm mấy em? Năm mấy? Mười mấy năm đầu đời của em, từ cái thời 18 tuổi cho đến 30 tuổi, chị nghĩ em phải tập trung toàn bộ sức lực của em vô để học này, để tạo tài chính này, để xây những cái thứ em cần phải xây cho cuộc đời của em. Rồi chưa kể em phải lo lại cho gia đình em, rồi em lo cho bản thân em, rồi em mới bắt đầu lo cho người phụ nữ hay đàn ông kế bên em. Thì nó đâu có gì đâu. Nếu như em mất đi 2 năm mà chỉ ngồi và trông mong và đợi chờ và nhắn tin qua lại và làm, và chị biết tất cả chúng ta cần cái hỗ trợ về cảm xúc đó để chúng ta có thể làm tốt một việc gì đó. Ví dụ như hồi xưa còn trẻ, có thể chị, đối với chị nghĩ yêu nó là cái quan trọng nhất để mình có động lực đi lên, thì giờ chị đâu nghĩ gì nữa. Ngoài cái tình yêu thương chị có, nếu gì có bạn trai cũng được, không có bạn trai cũng không sao hết, tại vì chị có nhiều hơn tình yêu thương mà hồi xưa chị nghĩ nó chỉ có chừng đó. Đó là gì? Tình đồng đội, tình anh em, tình mẹ con, tình cảm chị đi làm những cái điều cống hiến cho xã hội, từ thiện. Rồi cái tình cảm thậm chí qua cái người coi của chị, những cái người viết thư vô cho chị, rồi tâm sự với chị, đặt câu hỏi cho chị. Rồi cái tình cảm nhiều hơn nữa, ví dụ như thầy của mình, rồi community của mình, cộng đồng của mình, những người xung quanh của mình, họ dồn cái tình cảm đó cho mình khi mà mình gặp họ. Cho nên khi mà còn trẻ, chị nghĩ cái nhiều hơn là tập trung vô tình cảm yêu đương. Bạn đừng có quên là cái xa hơn là bạn còn sống trên cuộc đời này lâu lắm. 2 năm nhất gọi là mãi mãi, đúng không? Ok, ok. Nhưng mà em cũng nhìn, em giờ nhìn sơ nè, quan sát nè, gia đình ba má em nè, thậm chí bất cứ ba má nào luôn, em thấy ba má em có còn yêu thương nồng cháy như vậy không? Giờ em hỏi họ hồi xưa đợi 2 năm như vậy, họ có đợi không, rồi họ có yêu không? Em nghĩ họ trả lời cái gì? Chắc không á. Chứng tỏ là cái gì yêu là không đủ. Đồng ý. Ok, nhưng mà em cũng thấy rất là nhiều cái cặp khác mà mình nhìn thấy là họ chờ nhau để mà họ chờ nhau, rồi họ xây dựng sự nghiệp của cả hai người, xong rồi sau đó vì cái tình nghĩa đó mà họ kết nối, rồi họ xây dựng một cái gia đình. Em thấy nó cũng có những cái trường hợp đẹp như vậy. Nhưng chị mà đồng ý. Với chị à. Cái tình cảm nó chỉ đẹp khi mà cả hai cùng nhau xây từ ngày đầu. Tại vì tình yêu nó chỉ xây từ khổ cực và khó khăn. Chị đồng ý. Giống như mình nuôi con vậy đó. Ừ. Con mình nó ỉa đái dơ giấy, mình chăm nó bệnh, mình đem nó vô bệnh viện. Tình yêu thương nó chỉ bắt đầu từ như vậy thôi. Tức là em phải cùng vượt qua khó khăn chung với nhau thì em mới yêu thương một người. Chị đồng ý, chị không phủ nhận cái đó. Nhưng mà em cũng không phủ nhận là có những người họ vượt qua khó khăn với nhau, nhưng mà đến một cái độ tuổi họ bị mắc kẹt bởi vì họ phát triển hai hướng khác nhau, hoặc là một người không phát triển hơn một người đi tiếp. Em ấy tưởng tượng nó giống như cái đường đua vậy đó. Giờ chị cột tay cột chân em vô với chị, xong chúng ta chạy đua. Thì ngay thời kỳ đầu em với chị bắt đầu làm gì? Em với chị sẽ nói chuyện với nhau huê. Chị chân trái, em chân phải, trái phải. Ví dụ chúng ta nói những cái câu đó với nào, với mục đích cuối cùng là gì? Mình chạy về tới đích, đúng không? Em nhịp nhàng với chị thêm được 20 lần như vậy, trái phải, cái xong em bắt đầu. Chị nhìn em mệt quá. Thì giờ ai là cái người duy nhất chạy? Chị. Cái tay em bị trói với chị, cái chân em bị trói với chị. Giờ một, chị chạy chậm lại với em. Hai là chị phải kiếm một cái gì đó, chị cắt dây để chị chạy đi một mình. Ừ. Tại vì em phải nhớ cái cuộc đời này là nó là một cuộc đua. Cái người chạy đến đích cuối cùng thì là người thắng cuộc. Ê, chị dừng giữa chừng để chị nghỉ mệt với em, chị vẫn là người thua cuộc, đúng không? Tại vì có những cái cặp khác họ dung dăng dung dãi, họ tới đích rồi, chị quyết định cắt dây và chị chạy một mình, chị thắng cuộc một mình cũng là cái sự chọn lựa. Yeah. Rồi chị vác em lên vai và chị chịu đựng cái sự nặng nề của cái thân xác mày cầm với tay chân trói như vậy, chị bò lên cái đích đến cuối cũng là sự chọn lựa. Đúng chưa? Phải ba cái chọn lựa này nó vẫn đi đến với cái chung quy cuối cùng là
đâu liên quan đến chuyện chị yêu em đâu. Đúng đúng, bắt đầu có thể là chúng ta yêu thương nhau, chúng ta vượt qua khó khăn với nhau, chúng ta cùng thỏa thuận thống nhất, chúng ta cùng giao tiếp để giải quyết một vấn đề, để ở với nhau. Nhưng mà trên thời gian các con đường đó, em có chịu tập thể dục thể thao để em khỏe, để em có sức bền như chị để chạy đến cuối đời với chị không? Ừ. Hay là em ăn cho cố vô, em béo phì, em ngồi một chỗ, trong khi chị ngày nào chị cũng tập võ, ngày nào chị cũng tập thể dục, ngày nào chị cũng chạy bộ, làm sao bị được, đúng chưa? Hoặc là chị đầu tư cho bản thân rất là nhiều, chị học rồi chị đi phát triển bản thân, trong khi em cảm thấy em biết chừng đó đủ rồi, lương tháng em chừng đó được rồi, tại sao phải phấn đấu? Thì khi em về nhà em đâu còn điểm cho mấy chuyện đâu. Cho nên chị đồng ý với em, có những người họ say với nhau từ ngày đầu, họ lớn lên với nhau, phát triển với nhau. Nhưng mà em hãy nhớ đây là một cái cuộc đua marathon mà không có dừng được. Thấy chưa? Có nhiều khi em đuối hơn hơi hơn chút, chị chạy chậm lại chút chị chờ em. Chị đuối hơi hơn chút, em chạy chậm lại em chờ chị chút. Nhưng mà em không bao giờ hy sinh cả cuộc đời của em cho chị được, hoặc là chị không bao giờ hy sinh cả cuộc đời của chị cho em được. Tại vì sao? Tại vì chị sẽ ngồi xuống và chị bắt đầu sỉ vả em. Tại mày mà tao mất vài năm, tại mày, bởi vì mày này kia kia nọ, và em cũng sẽ có thể tấn công lại như vậy. Và chị đang nói thật, đó là cái thực tế ngoài kia, xã hội ngoài kia, những cái cặp vợ chồng mà họ không hề biết tại sao họ từ yêu thương trở thành hết tôn trọng nhau, trở thành sỉ vả nhau, trở thành coi thường, tởm lợm nhau, hay là nặng nề hơn như vậy, là cũng bởi vì cái tư duy như vậy nè. Cho nên đúng, chúng ta phải học để ở với nhau, học rất là nhiều. Cho nên mới nói ở độc thân thì nó không có vấn đề của độc thân, mà ở trong một mối quan hệ thì nó có một cái vấn đề của mối quan hệ. Okay. Mình phải chọn coi mình muốn giải quyết cái vấn đề nào. Câu trả lời của chị là bạn phải chọn là bạn muốn ở lại. Như lúc nãy chị phân tích rồi đó, ở lại là bạn phải trả những cái giá gì, mà bạn chia tay thì bạn phải trả những cái giá gì. Ok. Em nghĩ là nếu mà so sánh chạy thì em nghĩ nó giống chạy bền hơn. Thì làm sao để mà chạy được bền, đó là còn đi chung với nhau, rồi còn học chung kiến thức, rồi còn làm nhiều thứ giống nhau, cùng đúng, cái cách sống. Thì chị đã nói rồi, có những cái khách hàng đến với chị, ví dụ như họ có chạy bền với nhau được một đoạn đường, cho là họ yêu nhau, họ cưới nhau được 10 năm đi. Ok. Cả cuộc đời của họ chưa bao giờ khám phá ra, và chị đã có khách như vậy rồi nha. Dạ. Chứ bây giờ khám phá ra là cái nhu cầu tình dục của họ, họ có nhu cầu khác chẳng hạn. Chỉ có khách hàng đến và nói là gần 20 năm kết hôn họ mới nhận thức được là họ thích tình dục kiểu này. Nhưng mà 20 năm qua chỉ bởi vì đó là cái người đầu tiên họ yêu, người đầu tiên họ cưới, người đầu tiên họ quyết định ở, nên họ cứ nghĩ tình dục là như vậy, cho đến khi một ngày họ vô tình trải nghiệm một cái mới và họ khám phá ra là trời ơi, họ thích cái tình dục như vậy nữa, và cái người bạn đời của họ không cho được họ. Thì trong những cái tình huống đó, em hỏi nếu như là em nghĩ họ phải quyết định sao? Giờ cái người kia, một là phải học để chiều chồng, hoặc đúng không, hai là người chồng phải từ bỏ hoàn toàn cái fantasy, hay còn gọi là những cái mơ mộng của họ trong một mối quan hệ. Cho nên thậm chí em có nói là chị Nhi lại vậy là phải học để ở lại với nhau. Trời ơi em, để học để ở được với nhau nó còn đòi hỏi một cái rất cực kỳ can đảm nữa. Ví dụ như sức chịu đựng của em, ngày em làm được với chồng vợ em được có một cử là em chịu hết nổi, nhưng mà cái người kia lỡ tới một cái độ tuổi nhu cầu của họ ngày họ cần 5 cử làm sao? Em đâu có thể lên án họ bởi vì họ có nhu cầu cao hơn, tại vì cái cơ thể họ như vậy mà. Thấy chưa? Cho nên có những thứ chưa chắc học còn làm được nữa. Relationship is complex. Okay. Mối quan hệ luôn luôn là một cái thứ phức tạp. Nói tới đây người không biết em có vợ không nữa. And that's it for today. Hôm nay mong là Nhi đã trả lời cho bạn được cái lá thư của bạn, và Nhi mong là Nhi giải quyết được cái vấn đề cho bạn. Và như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe. Và Nhi và Huê gặp lại bạn trong các episode sau của Cứu Vãn đừng... hay là Chia Tay. Ok, các bạn đừng có quên quay lại với cái episode 5 với một cái cuộc hôn nhân dài hơi hơn, không phải là 2 năm, 1 năm như mấy bạn trẻ này, nhưng mà nó lại có cái vấn đề khác của cuộc hôn nhân 5 năm. Có con thì nó sẽ như thế nào. Ok.